lại càng ít chúng sanh hành bố thí, thọ trai, trì giới, lại càng ít chúng sanh tu mười thiện nghiệp đạo, lại càng ít chúng sanh đối với các dục trụ tưởng nhàm chán, tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nhàm ăn, tưởng tất cả thế gian chẳng vui, lại càng ít chúng sanh tu bốn tịnh lự, lại càng ít chúng sanh tu bốn vô lượng, lại càng ít chúng sanh tu bốn định vô sắc, lại càng ít chúng sanh tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, lại càng ít chúng sanh đối với Phật không nghi, đối với Pháp không nghi, đối với Tăng không nghi, lại càng ít chúng sanh hết lòng đối với Phật, hết lòng đối với Pháp, hết lòng đối với Tăng, lại càng ít chúng sanh tu 37 pháp phần Bồ Đề, lại càng ít chúng sanh tu 3 pháp môn giải thoát, lại càng ít chúng sanh tu 8 giải thoát, lại càng ít chúng sanh tu 9 định thứ đệ, lại càng ít chúng sanh tu 4 sự hiểu biết thông suốt, lại càng ít chúng sanh tu 6 phép thần thông. Kiểu thi ca, ở trong thế giới 3 lần ngàn này, rất ít chúng sanh vĩnh viễn đọa trừ 3 kiếp đắc quả dự lưu, lại càng ít chúng sanh làm mỏng tham sân si đắc quả nhất lai, lại càng ít chúng sanh đọa trừ 5 kiếp thuận hạ phần đắc quả bất hoàn, lại càng ít chúng sanh đọa trừ 5 kiếp thuận thượng phần đắc quả A-la-hán, lại càng ít chúng sanh phát tâm quyết định hướng đến quả vị độc giác, lại càng ít chúng sanh phát tâm quyết định hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, lại càng ít chúng sanh đã phát tâm rồi tinh cần tu tập hướng đến hạnh bồ đề, lại càng ít chúng sanh trau dồi trường dưỡng hướng đến tâm bồ đề, lại càng ít chúng sanh phương tiện thiện xảo tu hành bát nhã ba la mật đa, lại càng ít chúng sanh được an trụ bậc bồ tát bất thối truyền, lại càng ít chúng sanh mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, kiểu thi ca, ta dùng Phật nhãn thanh tịnh vô ngại quán sát vô số thế giới trong mười phương, tuy thấy có vô lượng vô số vô biên hữu tình phát tâm quyết định hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tinh cần tu tập hướng đến hạnh bồ đề, nhưng vì xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa thậm thâm, nên chỉ hoặc một hoặc hai hoặc ba hữu tình được an trụ bậc bồ tát bất thối chuyển, còn phần nhiều bị thối đọa vào các bậc thanh văn độc giác hạ biệt. Vì sao? Kiểu thi ca, vì quả vị giác ngộ cao tổ rất khó đạt được, nên những hạng an tuệ lười biếng, tinh tấn yếu kém, hiểu biết cạn cợt, hữu tình hèn kém, chẳng có khả năng chứng đắc. Kiều thi ca, do duyên cớ này, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, phát tâm quyết định hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, tinh cần tu tập, hướng đến hạnh bồ đề, muốn an trụ bậc bồ tát bất thối chuyển, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột, không còn vướng mắc tai nạn, nên đối với bát nhã ba la mật đa thậm thâm như thế, luôn luôn lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu tập như lý tư duy. Ưa thưa hỏi thầy, thích giảng cho người khác, làm việc này rồi lại còn phải sao chép, dùng các thứ vật báu để trang nghiêm, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, lại dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân, thượng diệu, y phục anh lạc, tràng phan, lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng dường. Thì này kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, đối với các thiện pháp thủ thắng khác đã gồm thâu trong bát nhã ba la mật đa thâm sâu, cũng phải lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu tập như lý tư duy, ưa thưa hỏi thầy, thích giảng cho người khác. Các thiện pháp thủ thắng khác gồm thâu trong bát nhã ba la mật đa thâm sâu là những pháp gì? Đó là bố thí ba la mật đa, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự ba la mật đa, hoặc cái không nội, hoặc cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, hoặc chân như, hoặc pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc thánh đế khổ, hoặc thánh đế tập diệt đạo, hoặc bốn tịnh lự, hoặc bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, hoặc bốn niệm trụ, hoặc bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, hoặc pháp môn giải thoát không, hoặc pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, hoặc năm loại mắt, hoặc sáu phép thần thông, hoặc mười lực của Phật, hoặc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất, hoặc tánh luôn luôn xả, hoặc tất cả pháp môn đà la ni, hoặc tất cả pháp môn tam ma địa.
hoặc trí nhất thiết, hoặc trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc vô lượng vô biên Phật pháp khác, đó gọi là các thiện pháp thù thắng, thâu trong bát nhã ba la mật đa thập thâm, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy. Đối với vô lượng pháp môn khác như uẩn xứ giới vân vân, tùy thuận bát nhã ba la mật đa thập thâm, cũng phải lắng nghe thọ trì đọc tụng như lý tư duy, chẳng nên hủy báng, làm cho quả vị giác ngộ cao tột bị trở ngại. Hết quyển thứ 103.